Chào mừng các em đến với kênh dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tiết tập làm văn. Các em thân mến, học kỳ 2 các em sẽ được làm quen với một kiểu loại văn bản rất gần gũi trong đời sống, đó chính là văn nghị luận. Chúng ta sẽ cùng đến với những kiến thức nhập môn qua bài tìm hiểu chung về văn nghị luận và đặc điểm của văn bản nghị luận. Qua tiết học hôm nay, các em cần nhận biết rõ nhu cầu nghị luận trong đời sống, các yếu tố cơ bản của bài văn nghị luận, mối quan hệ giữa các yếu tố ấy với nhau. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu nhu cầu nghị luận và văn bản nghị luận. Về nhu cầu nghị luận, vừa nãy các con được cô giới thiệu, đây là một kiểu loại văn bản rất gần gũi, rất thiết thực. Nó hướng đến giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội được nhiều người quan tâm. Chẳng hạn thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin nhà nước kêu gọi toàn dân đồng hành hưởng ứng chống dịch COVID-19. Có bao giờ các con tự đặt ra cho mình câu hỏi, vì sao toàn dân phải đồng hành cùng nhà nước chống dịch COVID-19? Đứng trước câu hỏi này, các con có thể kể chuyện, miêu tả, biểu cảm để làm sáng tỏ vấn đề không? Rõ ràng là không, mà chỉ có thể giải thích sự cần thiết của việc hưởng ứng chống dịch. Giải thích chính là một thao tác nghị luận. Các bài viết gần đây kêu gọi ý thức người dân trách nhiệm cộng đồng trước dịch COVID-19 đều thuộc phương thức nghị luận đấy các em ạ. Vì vậy, nghị luận là phương thức biểu đạt rất thông dụng. Cô mời các con đọc ghi nhớ chấm tròn 1 sách giáo khoa trang 9. Văn nghị luận đề cập đến những vấn đề của đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao hiểu biết về những tư tưởng phẩm chất của con người, mối quan hệ giữa người với người. Vậy làm thế nào để tạo ra một văn bản đạt được mục đích trên? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thế nào là văn bản nghị luận qua bài văn Chống nạn thất học, sách giáo khoa trang 78. Bác viết bài này nhằm mục đích gì? Bác viết bài này hướng tới đồng bào cả nước, kêu gọi mọi người chống nạn thất học. Đây cũng là nội dung chính của cả bài viết được khái quát thành nhan đề Chống nạn thất học. Đọc thầm văn bản, phần đầu, từ khi xưa pháp cai trị nước ta đến trước hết phải biết đọc để biết chữ ngữ. Trước lời kêu gọi của bác, với tình trạng dân trí bấy giờ, hẳn nhiên người nghe muốn biết vì sao phải chống nạn thất học. Điều đó được làm sáng tỏ qua những chi tiết nào trong phần đầu văn bản? Bác cho biết thực dân pháp áp dụng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị nước ta, bóc lột dân ta, dẫn đến hậu quả là 95% dân số mù chữ. Vì thế, nước ta không thể tiến bộ được. Muốn vực dậy đất nước, phải có một nền tảng kiến thức. Qua các trình bày của bác ở phần đầu văn bản, chúng ta nhận thức được điều gì từ lời kêu gọi chống nạn thất học. Ta thấy chống nạn thất học là nhiệm vụ cấp thiết, tức việc cần làm và làm ngay. Cụ thể bằng chính lời văn của bác cuối phần này, mọi người Việt Nam phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Từ nhận thức trên, mọi người đều đồng tình hưởng ứng lời kêu gọi của bác. Nhưng công việc này phải tiến hành như thế nào? Đọc phần còn lại của văn bản xem có câu trả lời không các em nhé. Bác chỉ dẫn rất cụ thể. Người đã biết dạy cho người chưa biết. Vợ chưa biết thì chồng bảo. Em chưa biết thì anh bảo. Vân vân. Bác cũng lưu ý rõ phía người chưa biết phải gắng học cho biết. Đặc biệt bác nhấn mạnh phụ nữ càng phải học. Qua những chỉ dẫn cụ thể của bác, bác đã thuyết phục mọi người về điều gì xoay quanh nhiệm vụ chống nạn thất học? Chính là chống nạn thất học là nhiệm vụ khả thi, tức thực hiện được. Thất học là một vấn nạn của đời sống xã hội, là rào cản đối với sự phát triển của đất nước. Vì vậy, bác đã bày tỏ một cách cô đúc thái độ quan điểm của mình về vấn nạn này như thế nào. Về vấn nạn này qua phần nào của bài viết, chính là nhan đề chống nạn thất học. Câu cầu khiến chống nạn thất học khẳng định quan điểm của người viết về một vấn đề mang ý nghĩa xã hội nên được gọi là luận điểm. Theo đó, các em thử tìm xem còn có những luận điểm nào trong các ý được nêu ở màn hình. Ta thấy là những ý chốt cuối mỗi phần. Chống nạn thất học là nhiệm vụ cấp thiết. Chống nạn thất học là nhiệm vụ khả thi. Trở lại phần đầu của văn bản từ khi xưa phát cai trị nước ta đến biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ. Người nghe hoàn toàn đồng tình với quan điểm phải chống nạn thất học dựa vào những lý do nào bác đã đưa ra.
Những lý do đó được gọi là lý lẽ, tức lẽ phải đã được thừa nhận, nêu ra là được đồng tình. Chúng ta thấy cái lý do đầu tiên bác nêu chính là thực dân Pháp áp dụng chính sách ngu dân dẫn đến Việt Nam không thể tiến bộ. Tương tự, các con hãy tìm thêm những thành phần lý lẽ ở các ý trên màn hình. Con số 95% dân số mù chữ chính là dẫn chứng. Dẫn chứng là số liệu bằng chứng sự việc minh họa cho lý lẽ. Ví dụ, chồng bảo cho vợ cũng minh họa cho lý lẽ. Những lý lẽ dẫn chứng ấy quan hệ thế nào với luận điểm từng phần? Lý lẽ dẫn chứng là cơ sở cho luận điểm từng phần. Qua bài viết của bác, tức qua việc bày tỏ quan điểm và nêu lý lẽ dẫn chứng làm cơ sở điểm tựa cho quan điểm của mình, người đọc nhận thức và có thái độ như thế nào đối với lời kêu gọi chống nạn thất học? Chúng ta nhận thấy tầm quan trọng và tính khả thi của yêu cầu chống nạn thất học, hiểu và đồng tình với quan điểm của bác. Như vậy, tức là bài viết đã xác lập cho người đọc, người nghe tư tưởng chống nạn thất học. Văn bản như thế gọi là văn nghị luận. Các em đọc cho cô ghi nhớ. Chấm tròn số 2, 3, trang 9. Khi chép bài, các em lưu ý gạch dưới luận điểm bằng bút đỏ, lý lẽ bằng bút xanh và dẫn chứng bằng bút chì. Ở phần trước, các em đã được làm quen với luận điểm, lý lẽ, dẫn chứng trong bài văn nghị luận. Cái mà đó cũng chính là yếu tố cơ bản làm nên đặc điểm của văn bản nghị luận. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn những yếu tố này qua phần 2 la mã, luận điểm, luận cứ và lập luận. Chúng ta cũng sử dụng văn bản chống nạn thất học để tìm hiểu yếu tố đầu tiên là luận điểm các em nha. Cô có một số câu hỏi gợi ý tìm hiểu như sau. Luận điểm là ý kiến thể hiện tư tưởng quan điểm trong bài văn nghị luận. Dựa vào kết quả tìm hiểu ở phần 1 la mã 2 nhỏ, hãy tóm lược các luận điểm trong bài chống nạn thất học sách giáo khoa trang 78. Nhan đề cũng là một bộ phận của bài các em nhé. Trong các luận điểm đó, xác định luận điểm chính, luận điểm phụ, vai trò của luận điểm chính, luận điểm phụ. Ta nhận thấy cả văn bản có 3 luận điểm. Luận điểm đầu tiên ở vị trí nhan đề. Luận điểm tiếp theo, chống nạn thất học là nhiệm vụ cấp thiết. Luận điểm còn lại, chống nạn thất học là nhiệm vụ khả thi. Trong 3 luận điểm này, thì luận điểm ở vị trí nhan đề có sức bao quát chi phối nội dung cả bài văn nghị luận nên được xác định là luận điểm chính. Những luận điểm còn lại là luận điểm phụ 1 và luận điểm phụ 2. Những luận điểm này nhằm cụ thể hóa luận điểm chính. Nghĩa là một khi từng luận điểm phụ được làm sáng tỏ thì đồng thời luận điểm chính cũng được giải quyết. Như vậy, luận điểm có vai trò hợp nhất các bộ phận của bài văn thành chỉnh thể văn bản. Các em lưu ý, để có sức thuyết phục thì luận điểm phải rõ ràng và đúng đắn. Chúng ta bước qua phần B tìm hiểu về luận cứ. Câu hỏi gợi ý tìm hiểu như sau. Các em hãy nêu vai trò của lý lẽ dẫn chứng và cách tìm lý lẽ dẫn chứng trong bài văn nghị luận. Dựa vào kết quả tìm hiểu ở phần trước, ta thấy lý lẽ chính là những lẽ phải đã được thừa nhận, nêu ra là được đồng tình. Còn dẫn chứng chính là những số liệu bằng chứng sự việc cụ thể trong thực tế đời sống. Lý lẽ kết hợp với dẫn chứng sẽ là điểm tựa, là căn cứ để người viết thuyết phục người đọc, người nghe về một quan điểm nào đó. Chính vì vậy mà lý lẽ và dẫn chứng được gọi là luận cứ trong bài văn nghị luận. Khi tìm lý lẽ, chúng ta cần đặt ra các câu hỏi. Vì sao? Để làm gì? Làm thế nào? Bằng cách nào? Lý lẽ phải hiển nhiên, xác đáng thì mới có sức thuyết phục. Còn dẫn chứng ta sẽ tìm trong thực tế đời sống, trong văn học. Lưu ý dẫn chứng phải cụ thể và xác thực. Phần C, chúng ta sẽ tìm hiểu về lập luận trong bài văn nghị luận.
Câu hỏi gợi ý tìm hiểu cho phần này như sau. Các yếu tố luận cứ, luận điểm được bác sắp xếp trình bày như thế nào trong bài viết nhằm thuyết phục người nghe đồng tình với lời kêu gọi chống nạn thất học? Trước tiên bác nêu hai lý do phải chống nạn thất học, rồi đề ra nhiệm vụ chống nạn thất học, sau đó chỉ ra các biện pháp cụ thể để chống nạn thất học. Cách sắp xếp trình bày luận cứ để dẫn đến luận điểm như vậy gọi là lập luận. Các em xem xét cách trình bày sau đây. Đặt luận điểm chống nạn thất học là nhiệm vụ khả thi. Trước luận điểm chống nạn thất học là nhiệm vụ cấp thiết. Cách sắp xếp như vậy hợp lý không? Rõ ràng là không. Vì khi chưa hiểu vì sao phải chống nạn thất học thì cũng sẽ chẳng ai bận tâm đến tính chất khả thi của nhiệm vụ ấy. Từ đó ta nhận thấy lập luận không chỉ thể hiện trong cách hình thành luận điểm ở từng đoạn văn, mà còn thể hiện trong cả việc tổ chức bài văn, sắp xếp các luận điểm để làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong bài văn nghị luận. Ghi nhớ, các em đọc theo ghi nhớ sách khoa trang 19. Sau tiết học này, các em cần nắm vững các yếu tố cơ bản trong bài văn nghị luận bao gồm luận điểm, luận cứ và lập luận. Đồng thời lưu ý, lập luận thể hiện ở cách sắp xếp các luận cứ để dẫn đến luận điểm và trình tự các luận điểm trong bài văn nghị luận. Phần hướng dẫn về nhà, các em đọc lại nội dung được ghi chép và ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 9 và trang 19. Về phần soạn, các em sẽ soạn bài thêm trạng ngữ cho câu và thêm trạng ngữ cho câu tiếp theo, chỉ soạn phần 1 là mã của mỗi bài. Bài thứ 2 là đề văn nghị luận và cách lập ý trong bài văn nghị luận. Tiết học đã kết thúc. Cô chào tạm biệt các em.